Những thông tin chính yếu có trong bản tin Logistics ngày 21 tháng 11. Trên thế giới, 151 tàu chở ngũ cốc của Ukraine đã vận chuyển qua hành lang nhân đạo ở Biển Đen. Khoảng 3.000 xe tải mắc kẹt ở biên giới Ukraine do tài xế Ba Lan chặn đường. Các cuộc biểu tình chặn cảng quan trọng ở Panama. Trong nước, cảng Hải Phòng sẵn sàng đón doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư. Khó khăn bủa vây các doanh nghiệp ngành vận tải biển. Vừa đại dương hôm nay, ông lớn ngành vận tải biển cảnh báo viễn cảnh mất cân đối cung cầu. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đang kỳ vọng Logistics trở thành ngành dịch vụ chủ lực, cùng tìm hiểu trong Chuyển động Việt Nam. Hồng Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin Logistics ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Logistics và cuộc sống với những tin tức nổi bật trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, hãng tin Interfax đưa tin dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết 151 tàu đã sử dụng hành lang vận chuyển Biển Đen mới của Kiev kể từ khi được thiết lập vào tháng 8. Theo Thứ trưởng Bộ Cải tạo và Cơ sở Hạ tầng Ukraine Yuri Vaskov, tổng cộng 4,4 triệu tấn hàng hóa, bao gồm 3,2 triệu tấn ngũ cốc, đã được vận chuyển qua hành lang này. Một thỏa thuận được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vốn cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen đã sụp đổ vào tháng 7 sau khi Nga rút lui. Đáp lại, Ukraine công bố một hành lang nhân đạo ôm lấy bờ biển phía tây Biển Đen gần Romania và Bulgaria. Ông Vaskov thông tin thêm rằng hiện có 30 tàu đang xếp hàng tại các cảng Ukraine, trong khi đó bao gồm 22 tàu chở 700.000 tấn ngũ cốc và 8 tàu chở 500.000 tấn hàng hóa khác. Ukraine là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Duy trì xuất khẩu ngũ cốc là chìa khóa cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy giảm khoảng 1/3 vào năm ngoái. Dự kiến xuất khẩu ngũ cốc của Kiev sẽ tăng khoảng 5% trong năm nay. Reuters đưa tin khoảng 3.000 xe tải chủ yếu là của Ukraine đã bị mắc kẹt ở biên giới Ba Lan vào ngày 19 tháng 11 do cuộc biểu tình của tài xế xe tải Ba Lan. Giới chức Kiev cho biết nhiều xe trong số trên chở nhiên liệu và hàng viện trợ nhân đạo. Các tài xế xe tải Ba Lan hồi đầu tháng này đã chặn đường tới 3 cửa khẩu biên giới với Ukraine để phản đối việc chính phủ không hành động trước việc mất hoạt động kinh doanh vào tay Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 12 năm 2022. Các quan chức Kiev tuần trước cho biết Ukraine và Ba Lan một lần nữa không đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình. Phó Thủ tướng Ukraine viết trên mạng xã hội X, trong hơn 10 ngày, các tài xế Ukraine đã bị chặn ở biên giới Ba Lan. Hàng ngàn người buộc phải sống trong điều kiện khó khăn với lương thực, nước uống và nhiên liệu hạn chế. Thứ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Sehi Dekach cho hay đã có nhiều trường hợp xe tải chở nhiên liệu và hàng viện trợ nhân đạo mắc kẹt. Ông Dekach cho biết Ukraine đã liên lạc với phía Ba Lan và đang chờ câu trả lời. Vào hôm 19 tháng 11, một nhóm nhân viên cứu trợ đã giao thực phẩm, nước uống và thuốc men cho những người lái xe bị mắc kẹt tại ngã tư Krakivets và Ravaruska. Thứ trưởng Dekach cho biết một gói hỗ trợ khác đang được chuẩn bị giao cho tài xế mắc kẹt tại cửa khẩu Dorohok. Thưa quý vị, Reuters đưa tin tàu chở hàng của công ty khai thác mỏ First Quantum của Canada đã không thể cập cảng Panama vào ngày 19 tháng 11 do bị các tàu thuyền địa phương chặn lối vào. Con tàu trên của First Quantum đã ở lại vùng biển Panama trong vài ngày mà không thể đến cảng Punta Rincon do các cuộc biểu tình leo thang. Vào hôm 19 tháng 11, thì thuyền trưởng buộc phải gọi cho chính quyền vì con tàu cần cập cảng khẩn cấp. Công ty cho biết các hành động bất hợp pháp của các tàu địa phương chặn cảng Punta Rincon đã ảnh hưởng đến việc cung cấp hàng hóa. Đầu tuần này, thì First Quantum cũng đã thông báo rằng các cuộc biểu tình chặn cảng đã làm giảm hoạt động xử lý quặng tại mỏ Cobre, Panama. Theo Reuters, các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi chính phủ Panama và First Quantum ký hợp đồng mới vào ngày 20 tháng 10. Dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp 1% vào sản lượng đồng toàn cầu và thúc đẩy 5% GDP của Panama. Tuy nhiên, thì những người biểu tình cho rằng các điều khoản mới quá hào phóng đối với First Quantum và cáo buộc có những hành vi tham nhũng. Công ty Canada đã phủ nhận mọi cáo buộc. Thưa quý vị, là thành phố cảng biển lớn của Việt Nam với hệ thống hạ tầng ngày càng được nâng cấp, cảng Hải Phòng mong muốn được các đối tác Mỹ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư trong tương lai gần. Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, nên thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư Mỹ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Hải Phòng. Về lợi thế, vị này chia sẻ thêm cảng Hải Phòng hội tụ đủ 5 loại hình giao thông đồng bộ, có tính kết nối với khu vực và thế giới. Hiện tại địa phương đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp. Ngoài ra thì đến với Hải Phòng, nhà đầu tư cũng được tận hưởng cuộc sống với những tiện ích phong phú, hệ thống trường học, bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại.
Thưa quý vị, sở hữu hệ thống sông ngòi dài gần 28.000 km là một lợi thế của vùng Tây Nam Bộ. Do đó thì việc tận dụng và phát huy thế mạnh này được nhiều chuyên gia nhấn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cần có chiến lược phát triển tổng thể. Theo các chuyên gia thì trước hết cần nâng cấp các tuyến vận tải thủy kết nối với sông Tiền và sông Hậu thông qua hai tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, tạo cơ hội cho phép xà lan chở container tải trọng 54.200 têu có thể di chuyển để giảm chi phí truyền tải container từ miền Tây Nam Bộ đến các cảng khu vực duyên hải Đông Nam Bộ. Liên quan đến vấn đề này thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thông qua dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB. Cải tạo đồng bộ các tuyến sông, kênh qua 8 tỉnh thành phố, nổi bật Bộ sẽ triển khai dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn từ biển vào sông Hậu giai đoạn 2. Trong bối cảnh tình hình xuất nhập khẩu quý 3 năm nay phục hồi chậm hơn năm trước, các doanh nghiệp ngành vận tải logistics đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tính lũy kế 9 tháng, cảng Cái Lân ghi nhận doanh thu đạt 23 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 1,7 tỷ đồng, còn cảng Phước An lỗ gần 5 tỷ đồng. Dù bối cảnh chung trong hiện tại không mấy thuận lợi nhưng giới phân tích vẫn đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp cảng biển và vận tải biển trong dài hạn. Trong đó thì giá cước tăng cao được cho là một trong những động lực giúp doanh nghiệp ngành vận tải biển tăng lợi nhuận. Ngoài ra thì sau chuyến thăm Việt Nam thành công của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nhà Trắng ra tuyên bố phát triển cảng biển chiến lược tại khu vực phía Nam Việt Nam, trong đó có trung tâm logistics Cái Mép Hạ trị giá 67 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, chủ tịch hãng tàu CMA CGM của Pháp, công ty vận tải biển lớn thứ 3 trên thế giới, cảnh báo ngành này đang bước vào thời kỳ khó khăn do số lượng lớn các tàu mới được đặt hàng trong thời kỳ đại dịch sắp đồng loạt đi vào hoạt động trong năm 2024. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu trong chuyên mục Vượt Đại Dương ngày hôm nay. Ông Rudolphe Shade, người đứng đầu gã khổng lồ ngành vận tải CMA CGM cho biết, thách thức lớn nhất của chúng tôi là chuẩn bị có một lượng lớn tàu container mới gia nhập thị trường bắt đầu từ năm tới, và điều đó có nguy cơ tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu. Triển vọng của lĩnh vực vận tải biển đã u ám đáng kể trong những tháng gần đây, với một số hãng tàu container lớn nhất bao gồm AB Moller Maersk AS, Hapag-Lloyd và CAM CGM công bố doanh thu quý 3 sụt giảm đáng kể và vạch ra kế hoạch cắt giảm chi phí. Một số quan chức cho biết họ lo ngại sự suy giảm sẽ kéo dài đến năm 2024. Ông Shade dự báo tăng trưởng thương mại sẽ đạt từ 2 đến 3% trong năm tới. Ông cũng lưu ý rằng ngành vận tải biển đã quen với những thăng trầm này, nó chỉ mang tính chu kỳ. Chúng tôi đã ghi nhận kết quả xuất sắc vào năm 2021 và 2022 và giờ đây đang bước vào thời kỳ chậm lại. Đại dịch Covid-19 và tình hình suy thoái hiện nay đã gây ra nhiều biến đổi trong ngành vận tải. Đầu năm nay, Maersk và MSC, hai hãng tàu vận chuyển container lớn nhất thế giới, thông báo sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp đồng liên minh 2M kể từ tháng 1 năm 2025. Hợp đồng liên minh 2M được ký kết vào năm 2015 và có thời hạn tối thiểu là 10 năm nhằm đảm bảo các hoạt động cạnh tranh và tiết kiệm chi phí trên các tuyến Á-Âu, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Chuyên gia lĩnh vực vận tải và cựu nhân viên của Maersk, ông Lars Jensen, cho rằng đây là khởi đầu của việc tái định hình các liên minh trên các tuyến vận chuyển chính Đông Tây. Jensen cho biết điều này sẽ thay đổi động lực cạnh tranh trên các tuyến thương mại chính Đông Tây cho tất cả các hãng vận tải lớn, và rõ ràng tất cả các hãng vận tải sẽ xem xét kỹ lưỡng những mối đe dọa và cơ hội mà điều này sẽ mang lại. Việc chấm dứt liên minh giữa Maersk và MSC có thể là quân domino đầu tiên của những suy sụp liên minh khác trong vài năm tới. Bình luận về sự tan rã của Maersk MSC, ông lớn vận tải Rodolphe Shade chỉ nói, ai có những vấn đề riêng của mình. Đồng thời cho biết công ty CMA CGM vẫn chắc về mặt tài chính, nhờ thị phần đáng kể ở các quốc gia nơi nó hoạt động sẽ giúp hãng tàu vượt qua khó khăn. Công ty cũng đã tận dụng lợi thế từ đại dịch để đầu tư và mở rộng, mua lại các cảng, tài sản hậu cần và vận tải hàng không. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là cửa ngõ hướng ra Biển Đông của các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ, cũng như có các tuyến đường bộ, đường thủy, đường hàng không kết nối với các địa phương, chính là những lợi thế chủ chốt giúp cho Bà Rịa Vũng Tàu phát triển ngành logistics. Với tầm nhìn đó cùng trợ lực từ cơ chế mạnh từ Trung ương đã giúp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết đoán trong đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm hiện thực hóa kỳ vọng logistics sẽ trở thành ngành dịch vụ chủ lực của địa phương này. Giáp với Đồng Nai, Bình Thuận, cách Bình Dương khoảng 100 km và đặc biệt là tiếp giáp với đầu tàu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã là những lợi thế quan trọng để Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.
Nơi đây được đánh giá sẽ là cửa ngõ trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước, với cụm cảng biển Cái Mép Thị Vải giữ vai trò then chốt, đồng thời có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới. Lượng hàng thông qua cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến vào năm 2025 đạt từ 128 đến 141 triệu tấn một năm và năm 2030 khoảng từ 167 đến 198 triệu tấn một năm. Thời gian qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai nhiều dự án bài bản, mở ra cơ hội đầu tư lớn, đơn cử như khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, trung tâm logistics Cái Mép Hạ 1.700 ha tại thị xã Phú Mỹ, lập trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Các dự án mang tính động lực như tổ hợp hóa dầu Long Sơn, tổng mức đầu tư 5,1 tỷ đô, kho cảng khí thiên nhiên LNG đầu tiên của Việt Nam, cảng cạn Phú Mỹ, cảng cạn đầu tiên của tỉnh, v.v. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, việc cảng cạn Phú Mỹ đi vào hoạt động trở thành cánh tay nối dài để vận chuyển hàng hóa, giúp ngành dịch vụ phát triển mạnh, nhất là dịch vụ logistics, đã khơi thông điểm nghẽn thiếu chân hàng của cụm cảng biển này. Cảng cạn Phú Mỹ có hệ thống thông quan, sẽ mở ra hệ sinh thái phục vụ cho cụm cảng Cái Mép Thị Vải phát triển trong tương lai. Theo các chuyên gia, để thu hút được nguồn hàng, cụm cảng biển Cái Mép Thị Vải cần phải được phát triển các khu logistics, các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp nặng và các khu công nghiệp dầu khí tại đây. Tiếp tục thực hiện đầu tư mạnh cho ngành logistics trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng để đầu tư 10 dự án giao thông quan trọng có tính kết nối liên vùng và nội tỉnh. Được biết, trong 6 tháng đầu năm, lượng hàng tàu biển thông qua các cảng biển chỉ đạt 34,1 triệu tấn, bằng 90% so với cùng kỳ. Đến quý 3 2023, hàng hóa thông qua các cảng biển ở tỉnh đã có những tín hiệu tích cực trở lại, cụ thể đạt hơn 55 triệu tấn, bằng 99% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng container đạt hơn 3,7 triệu TEUs, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã đánh giá toàn diện, quy hoạch xong và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng để tạo nền tảng vững chắc cho dịch vụ logistics phát triển. Đây là ngành dịch vụ được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Với những yêu cầu của thực tiễn, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phải có 24 khu công nghiệp và khu công nghiệp đô thị dịch vụ quy mô lớn. Cùng với các nhiệm vụ quan trọng khác sẽ là tiền đề để Bà Rịa Vũng Tàu tiến đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Và thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin Logistics ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.